Bảo Khánh xin kính chào quý khách. Hôm nay Bảo Khánh xin chia sẻ với quý khách công dụng của lông công trong phong thủy. Người ta xem lông chim công là sự hòa hợp của âm dương, là đại diện cho sự may mắn. Ngoài ra, với vẻ đẹp khó có, loài chim nào sánh bằng, thì chim công còn mang trong mình một vẻ đức hạnh cao quý, thoát ra khỏi vẻ đẹp bình dị của những loài chim khác. Lông công mang ý nghĩa cầu tài lộc vì hình dạng giống như đồng tiền xếp chồng lên nhau, thăng quan rộng cửa, làm ăn tấn tới. Xa xưa, chỉ từ quan ngũ phẩm trở lên mới có lông công trên mũ. Lông công còn giúp cho hạnh phúc vợ chồng và nhiều chuyện tế nhị khác, bởi chim công thường sống quây quần, có tình yêu thủy chung sắc son. Mọi thông tin chi tiết, mời quý khách liên hệ với Bảo Khánh theo số điện thoại 0911 324